Diễm Liên xin chia sẻ với quý vị bộ kem chứa đầy dược phẩm thiên nhiên. Đó là bộ kem trị nám và làm sáng da của Eplon, được bào chế với kỹ thuật khoa học của Pháp. Diễm Liên rất thích bột rửa mặt của Eplon, nhẹ nhàng rửa đi make up và các tế bào chết, đặc biệt nhất là không làm khô da khi chúng ta sử dụng mỗi ngày. Nước hoa hồng luôn luôn giữ độ ẩm cho làn da tươi sáng và se khít lỗ chân lông. Kem sáng da tái tạo tế bào mới và làm mờ hết tất cả những vết thâm nám trên gương mặt của mình. Kem chống nắng SPF 30 với tất cả các dược liệu thiên nhiên để chống nắng, chống nám rất hiệu quả. Kem dưỡng da mắt giúp gia tăng sự săn mịn, tươi sáng và đầy sức sống. Nếu bạn cảm thấy mình đáng có được một làn da thật quyến rũ và trẻ trung, xin đừng chờ đợi nữa. Gọi ngay Eplon hôm nay. Khi mua bộ kem hạng Silver, chúng tôi sẽ gửi cho bạn bộ hạng Gold với giá trị cao hơn, cộng thêm một Cosmetic Bag giá trị $30.